Hoài Linh trong ồn ào ăn chặn gần 14 tỷ từ thiện. Người dân miền Trung tung tin nhắn chứng minh. Thời gian qua, chuyện kêu gọi quyên tiền từ thiện 14 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung hồi cuối năm 2020, cũng như số tiền trên vẫn chưa được chuyển đi, khiến đông đảo khán giả phẫn nộ và cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh thiếu minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có không ít người dân miền Trung đã lên tiếng bênh vực và khẳng định Hoài Linh đã thực sự thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại miền Trung trong thời gian qua. Vào tối ngày 1 tháng 6, một đoạn video ngắn đã đăng tải đoạn clip phỏng vấn một người dân. Được biết, người dân này đã từng nhắn tin qua lại với Hoài Linh suốt 10 năm qua và hé lộ nhiều thông tin, và đặc biệt là làm rõ sau câu chuyện từ thiện của nam danh hài. Theo đó, vị khán giả này cho hay, chị là người biết rõ câu chuyện của chú Hoài Linh tại vì chị đã chủ động nhắn tin nhờ chú ấy. Em nhìn đi, bao nhiêu năm nay, chú chưa kêu gọi ai để hỗ trợ từ thiện hết, có làm thì chú chỉ âm thầm từ thiện thôi. Nhưng lúc đó, miền Trung mình lũ lụt tội quá, tang thương quá. Thấy Thủy Tiên cũng xông pha, kêu gọi rất nhiều, nên chị mới nhắn tin cho chú Hoài Linh bằng cả tâm nguyện, nhờ chú kêu gọi khán giả để từ thiện. Chị thấy chú Hoài Linh dở, và cái dở của chú là gì? Thứ nhất, chú ấy có lý do chính đáng mà không nói ra. Đáng lẽ ra mình đã có kế hoạch đi, nhưng có dịch đi không được thì mình nên công bố trước cộng đồng để khán giả biết lý do chính đáng ấy của mình. Thứ hai là chú bị đau, ảnh hưởng sức khỏe thì chú cũng phải nói, nhưng chú cũng không chịu nói ra. Thứ ba là chú Linh đã đi rồi, đã có phân người đi rồi, nên chúng ta đừng thắc mắc 700 triệu đó. Tại vì lúc đó đoàn đã có đi thật, có đi là phải trích tiền ra. Lúc đó số tiền chưa có nhiều nên cá nhân chú lấy tiền ra cho đoàn đi, nhưng chủ quan không công bố. Chốt lại thì cái sai của chú là không chịu lên thông báo để cho cộng đồng yên tâm. Đến đây, vị khán giả tiếp tục chia sẻ với sự nghẹn ngào. Mọi người cứ đặt ra nghi vấn, vì sao trong lúc bệnh mà còn đi kêu gọi? Mấu chốt nằm ở đây. Vì chính chị là người đã chủ động nhắn tin nhờ chú Hoài Linh kêu gọi để giúp đồng bào mình trong lúc bão lũ. Vì vậy, chị hy vọng với tiếng nói của chú sẽ kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm cũng như khán giả gần xa. Chị biết chú đau và bệnh thì chị sẽ không nhờ chú kêu gọi đâu. Chị thấy mình cũng có phần lỗi trong đó. Sau đó, người này đã chia sẻ một loạt tin nhắn giữa cô và nghệ sĩ Hoài Linh trao đổi về việc từ thiện. Theo như những gì trong đoạn clip chia sẻ, cô đã nhắn tin cho Hoài Linh vào ngày 18 tháng 10 năm 2020 với mục đích xin nam nghệ sĩ hỗ trợ kêu gọi các nhà hảo tâm cũng như khán giả quyên góp cho miền Trung trong đợt lũ lụt vừa rồi. Vì khán giả đã sau xem loạt tin nhắn và vào profile của chính chủ nghệ sĩ Hoài Linh với hơn 1,2 triệu người theo dõi để chứng minh những tin nhắn trên là thật. Theo đó, có thể nhận thấy, Hoài Linh đã trực tiếp ra Quảng Bình vào ngày 23 tháng 10 âm lịch năm 2020 để thực hiện công tác thiện nguyện và sẽ đến những tỉnh thành lân cận. Nhưng vì dịch bệnh nên hoãn lại. Sau đó, nam danh hài tiếp tục hoãn công tác từ thiện vì chí tài đột ngột qua đời. Chưa hết, trong tin nhắn giữa vị khán giả và Hoài Linh cũng tiết lộ thêm, vào tháng 3 năm 2021, có nhiều căn nhà tình thương ở miền Trung từ quỹ của chí tài vẫn chưa xây xong. Qua một loạt dẫn chứng trên, có thể nhận thấy Hoài Linh đã giải ngân quỹ từ thiện của cố nghệ sĩ chí tài và tiền của bản thân mình để thực hiện công việc từ thiện trước khi động tới số tiền quyên góp được từ việc kêu gọi các nhà hảo tâm và khán giả. Hiện tại, thông tin trên vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả và người hâm mộ.